Xin kính chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Nguyễn Thị Kim Ngân. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Thị trường vốn của Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Vấn nạn giấy phép con, hành viên chức đã được đưa ra bàn thảo từ lâu. Ngay tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, vấn đề rà soát quy định về chứng chỉ đã được đưa vào nghị quyết chất vấn của Quốc hội. Đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, khiến cho đội ngũ viên chức vẫn bị bủa vây bởi nhiều loại chứng chỉ. Văn phòng nội các Nhật Bản tuyên bố Thủ tướng nước này sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua sửa đổi hai phụ lục của luật cơ bản đặc khu hành chính Hồng Kông, tức kế hoạch cải cách chế độ bầu cử ở đặc khu này. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, chiều ngày 30 tháng 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Nguyễn Thị Kim Ngân. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Kết quả biểu quyết có 429 trên 449 đại biểu có mặt tán thành thông qua nghị quyết, chiếm 89,38%. Trước đó vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Và cũng trong chiều ngày 30 tháng 3, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi. Thưa quý vị, vào chiều ngày 30 tháng 3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 đã chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, nhìn lại chặng đường đã qua, mặc dù Quốc hội đã tận tâm, cố gắng hết sức, đồng hành, gắn kết, lắng nghe, chia sẻ, phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn, thế nhưng vẫn còn có những trăn trở, những vấn đề chưa trọn vẹn, những việc chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng sau nhiệm kỳ này sẽ còn 210 đại biểu tái cử, nhưng dù ở bất cứ cương vị, vai trò nào, các đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp, danh hiệu cao quý của người đại biểu nhân dân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, những tình cảm sâu sắc, sự tin tưởng, giám sát, ủng hộ của cử tri và đồng bào cả nước, sự đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng loạt đường dây mua bán ma túy lớn xuyên quốc gia đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá. Con số hàng tấn ma túy bị bắt giữ qua các chuyên án không còn là điều ngạc nhiên với nhiều người. Nước ta được nhận định là địa bàn trung chuyển quan trọng của các băng nhóm tội phạm ma túy. Sau một phần số ma túy này được đưa vào trong nước tiêu thụ đã gây ra những hệ lụy về trật tự an toàn xã hội. Và cùng với các hoạt động đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy thì việc bổ sung, điều chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết. Vào chiều ngày 30 tháng 3, kỳ họp thứ 11 đã biểu quyết thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi. Qua đó thì đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới. Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Bởi theo lực lượng công an, từ ma túy dẫn đến cướp của, giết người, ngáo đá, không làm chủ được mình. Nhiều vụ án mạng xảy ra gần đây có liên quan đến ma túy là những ví dụ đau lòng.
tại huyện Thường Tín, Hà Nội, chỉ vì cần tiền mà hai đối tượng nghiện ma túy đã sát hại một nữ sinh học viện ngân hàng. Ma túy đá đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, gây ra nhiều vụ thảm án mà hung thủ thực hiện đang trong cơn cuồng loạn. Ma túy tổng hợp có cái ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe, thứ hai là cái tâm thần kinh của họ. Đa số học viên vào mà sử dụng cái ma túy tổng hợp thì sẽ có những cái rối loạn về tâm thần kinh. Như một quy luật của quá trình vận động, từ thuốc phiện đến heroin, hiện nay ma túy xuất hiện đa dạng hơn với nhiều loại ma túy tổng hợp có mức độ độc tố cao hơn. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã đấu tranh bắt giữ 30 vụ với 89 đối tượng phạm tội. Ngoài số lượng heroin thu giữ, cơ quan công an còn thu giữ trên 328 kg ma túy đá, trên 140.000 viên ma túy tổng hợp. So với cùng kỳ năm ngoái thì tăng cả về số vụ, số đối tượng và số tăng vật thu giữ. Chúng ta ở trong cái vị trí địa lý, chúng ta giáp ranh với các cái nước có cái biên giới đất liền, và ở đây thì ta phải nói là phức tạp, là cái trung tâm, có thể nói trung tâm của thế giới là Miền Điện. Thế và cái ma túy ở đây là sản xuất chuyển qua Thái Lan, sang Lào, sang Campuchia, và chúng ta giáp ranh như vậy. Thế ở đây thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp. Đấu tranh với các loại tội phạm ma túy luôn là mặt trận nóng bỏng và chưa biết khi nào mới có hồi kết. Mỗi năm, nước ta có thêm khoảng 10.000 người nghiện ma túy. Đáng lo ngại là con số người nghiện tiếp tục có xu hướng trẻ hóa. Là từ trước đến nay trong luật phòng chống ma túy chúng ta đang bỏ ngỏ cái đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thì hiện nay là chúng ta sẽ có quy định cơ chế quản lý về cái người sử dụng trái phép chất ma túy, và từ xưa nay chúng ta chỉ xử phạt cái hành vi từ 500 đến 1 triệu đồng cái đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu không xác định được đây là người nghiện, khi xác định là người nghiện thì chúng ta sẽ thực thi cái biện pháp giáo dục cái xã phường thị trấn, và sau đó sẽ đưa đến cai nghiện bắt buộc, hoặc là phải cái đối tượng phải tham gia vào chương trình điều trị thuốc thay thế nghiện như là methadone chẳng hạn. Thế thì hiện nay cái điểm mới nhất của luật thì báo cáo đồng chí, chúng ta kiểm soát không để bất kỳ kẽ hở nào trong cái việc mà sử dụng trái phép chất ma túy. Trên thực tế, việc triển khai thực hiện luật phòng chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giúp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng chống ma túy xuất hiện cần có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Sáng 30 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Chúc mừng ông Lê Khánh Hải nhận nhiệm vụ công tác mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, ông Lê Khánh Hải là cán bộ có năng lực lãnh đạo quản lý, được phân công nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tháng 1 năm 2021, ông được giao trọng trách là Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Lê Khánh Hải sẽ nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước, là hạt nhân đoàn kết quy tụ cán bộ đảng viên trong cơ quan. Tân chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Phó Chủ tịch nước và sự tín nhiệm của Đảng ủy lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Lê Khánh Hải bày tỏ quyết tâm cùng tập thể người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, diễn đàn phát triển thị trường vốn, cơ hội trong kỷ nguyên mới đã vừa được tổ chức vào sáng 30 tháng 3 tại Hà Nội. Không chỉ nhằm tạo một sự kết nối, diễn đàn còn chia sẻ tầm nhìn và nhận diện bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới. Theo đó thì các chuyên gia cho rằng thị trường vốn của Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ở thị trường chứng khoán, Việt Nam những năm qua đã có sự phát triển vượt bậc, tuy nhiên tỷ lệ huy động còn thấp, có sự biến động cao. Trong khi đó, nguồn vốn dàn rỗi trong nền kinh tế còn lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán trong bối cảnh mới. Trên thị trường tín dụng, các diễn giả cho rằng các chính sách cần duy trì môi trường lãi suất thấp, đồng thời phải củng cố uy tín, tăng độ tin cậy của ngân hàng nhà nước trong việc ổn định giá cả và điều hành chính sách tiền tệ. Thị trường vốn trong thời gian tới, trong 5 năm tới là cung cấp đủ vốn dài hạn cho nhu cầu phát triển, hạ tầng, nhà ở, đầu tư và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
Và trong cái đầu tư dài hạn thì chúng ta cần một cái rất là quan trọng đấy là đầu tư cho R&D. Và để đầu tư cho R&D thì chúng ta cần phải có một môi trường ở vĩ mô ổn định và lãi suất ổn định mang tính chất cạnh tranh. Chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sự hiểu biết của người dân, của doanh nghiệp đối với thị trường vốn. Để tránh hiện tượng đối với doanh nghiệp là tránh hiện tượng là doanh nghiệp chỉ có dựa vào vốn ngân hàng mà quên đi còn nhiều kênh dẫn vốn khác, trong đó có thị trường vốn. Đối với nhà đầu tư cá nhân cần phải có hiểu biết và cần phải có cái tính chuyên nghiệp tốt hơn. Dù còn đối mặt với nhiều thách thức hiện hữu, nhưng thị trường vốn Việt Nam kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và cân bằng hơn trong kỷ nguyên mới, để xứng đáng với vai trò huyết mạch trong nền kinh tế, góp sức thúc đẩy nền kinh tế thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước xây dựng cho đất nước trong giai đoạn 2021-2030. Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, mức án 2 năm tù treo về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Vấn nạn giấy phép con hành viên chức đã được đưa ra bàn thảo từ lâu, ngay tại kỳ họp thứ 8 của khóa 14. Vấn đề rà soát quy định về chứng chỉ đã được đưa vào nghị quyết chất vấn của Quốc hội. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay 30 tháng 3, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ có khối u khổng lồ 19 kg, và đây cũng là lần đầu tiên khối u lớn như vậy được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, thời điểm nhập viện, bệnh nhân có khối bướu rất lớn ở vùng đùi bên phải. Sau nhiều năm mang khối u khổng lồ, các sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân rất bất tiện, đi lại khó khăn. Bệnh nhân cũng tự ti và ít khi ra khỏi nhà. Sau thành công của các phẫu thuật, khối u 19 kg đã được cắt bỏ hoàn toàn, đem lại cho bệnh nhân một cuộc sống mới. Mang bướu thì lúc đi ra đường cũng mặc cảm nha, bạn bè đó ra đường người ta xì xầm lại nhìn nó cũng cái ngại nên ít ra đường lắm nhà. Giờ cũng mừng các bướu khỏe phắn đi ra đường cũng sợ nhìn đó. Được biết, ca phẫu thuật phải thực hiện nhiều phương pháp hiện đại với sự phối hợp của cả ba chuyên khoa khác nhau để tách thành công khối u và ngừa nguy cơ chảy máu. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi tốt, không bị nhiễm trùng nhiễm độc, vết thương khô và được chỉ định xuất viện sớm. Thưa quý vị, bản tin chiều 30 tháng 3 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 30 tháng 3, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19. Như vậy, đã 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Trong ngày thì có thêm 51 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi ở nước ta lên 2.359 ca. Thưa quý vị, vào cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Phú Thọ đã xác nhận toàn bộ 16 người ở Phú Thọ đi cùng 2 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay số hiệu VJ-458 từ sân bay Phú Quốc về sân bay Nội Bài đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo và đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan kết thúc việc tổ chức cách ly y tế với các trường hợp tiếp xúc gần F2, F3 có liên quan. Tuy nhiên, khuyến cáo các trường hợp này hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất khi có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp như là sốt, ho và khó thở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định nối lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh với tỉnh Hải Dương, trừ tuyến vận tải hành khách từ Quảng Ninh đến hoặc đi qua địa bàn huyện Kim Thành, Kinh Môn. Các tuyến vận tải được hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của hai tỉnh và theo sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới của Bộ Y tế. Các phương tiện chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế và không quá 20 người trong mỗi phương tiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải căn cứ tình hình thực tế để nối lại các tuyến vận tải với hai huyện Kim Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp. Trong ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án phạt bị cáo Dương Tấn Hậu, sinh năm 1992, ngụ tại TP.HCM, là nam tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines với mức án 2 năm tù treo về tội làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã biết tính chất nguy hiểm của dịch COVID-19 nhưng vẫn chủ quan, không thực hiện đúng quy định cách ly tại nơi cư trú để làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Do đó cần có mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên do tại phiên tòa, bị cáo Dương Tấn Hậu đã thành khẩn khai báo chưa có tiền án tiền sự nên không cần thiết cách ly ra khỏi đời sống xã hội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Ngoài ra do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng Công an Sơn La vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Trước đó vào sáng ngày 29 tháng 3 tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Công an huyện Mộc Châu đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Nam, sinh năm 1987, trú tại phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang vận chuyển trái phép 2 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Phạm Văn Nam khai nhận bản thân nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ngày 28 tháng 3, đối tượng Lê Mộc Châu mua số ma túy này để mang về Từ Sơn tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, vấn nạn giấy phép con hành viên chức không còn là câu chuyện mới mà nó đã được đưa ra bàn thảo từ lâu. Ngay tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thì có tới 446 trên 447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành đưa vấn đề rà soát quy định về chứng chỉ vào nghị quyết chất vấn của Quốc hội. Tuy nhiên, cùng với rất nhiều khuyến nghị thì đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, khiến cho đội ngũ giáo viên, viên chức vẫn bị bủa vây bởi nhiều loại chứng chỉ. Sau đây là xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Thu Phương xung quanh vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, muốn thăng hạng, giữ hạng hay nâng ngạch viên chức trên cả nước buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ nghề nghiệp. Đây là quy định trong luật viên chức và các nghị định, thông tư về quản lý đánh giá công chức viên chức tồn tại hàng chục năm nay. Tuy nhiên, sau nhiều năm áp dụng thì đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập gây khó cho đội ngũ viên chức. Thậm chí nhiều chứng chỉ chỉ mang tính hình thức để làm đẹp cho hồ sơ. Phải có đủ chứng chỉ theo quy định, nhưng ngoài tin học sử dụng hàng ngày thì ngoại ngữ với các cán bộ cấp phường dường như chỉ mang tính hình thức bởi việc sử dụng trong công việc là rất hiếm. Cấp phường thì nó có liên quan đến việc là giao dịch của các đối tượng là người nước ngoài, các người dân là người nước ngoài trên địa bàn phường. Tuy nhiên thì cái việc mà chứng thực, sao lưu các văn bản chứng thực thì cái ngoại ngữ thì lại không thuộc thẩm quyền của phường. Không có ý nghĩa nhiều cho công việc. Nhưng 2 triệu công chức viên chức, trong đó có tới 1 triệu giáo viên, vẫn phải bỏ thời gian, chi phí để có được tấm chứng chỉ theo quy định. Vì thế, thông tin từ ngày 20 tháng 3, giáo viên sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Những tưởng như giúp đội ngũ này được cởi trói, thì quy định phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp để thăng hạng, lại khiến họ bị thêm một nút thắt mới. Năm 4, 5 tuổi rồi, thì việc đi học cũng rất là gặp rất nhiều bất cập. Thứ nhất là tuổi tác, đi lại ngoài đường thì xe cộ rất là đông đúc. Và để được giữ hạng, nâng hạng thì hàng trăm nghìn giáo viên buộc phải tham gia cuộc đua lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với kỳ vọng sẽ có những thay đổi trong tương lai. Và trong cuộc đua này thì những tiêu cực sẽ nảy sinh, không phải là không có. Một cái chứng chỉ như thế cấp cho hàng triệu giáo viên là một chi phí khổng lồ cả về thời gian, cả về tiền bạc của xã hội và của giáo viên. Và đấy là một mảnh đất tiêu cực giống như những cái chứng chỉ ngoại ngữ hay tin học trước đây. Eo hẹp về thời gian, thậm chí tiền bạc và quan trọng hơn là công sức bỏ ra học để lấy được chứng chỉ chức danh nghề nghiệp lại không thu được nhiều kiến thức phục vụ cho công việc. Mỗi một cái chuyên môn nghiệp vụ thì nó trước hết là nó phải phù hợp với cái vị trí chức danh công việc, thứ hai là nó phải đáp ứng và nó phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thực ra mà nói thì ở địa phương cấp phường thì đúng là cái việc mà sử dụng ngoại ngữ nó cũng không phổ biến. Giá như mà không cần cái chuẩn chức danh nghề nghiệp mà các thầy cô vẫn được chuyển đổi sang hạng tương đương thì cũng là một cái điều tốt cho giáo viên để đỡ các thầy cô có những cái áp lực trong công việc cũng như cái áp lực của việc thăng hạng.
thăng hạng của tất cả các thầy cô rồi. Và kết quả mà các thầy cô đạt được là thông qua kết quả của bài thi đã thể hiện. Cho nên cái chứng chỉ nghề nghiệp này theo chúng tôi nghĩ thì cũng nên bỏ. Về nội dung thì chúng ta phải rà soát. Thứ hai là các hình thức bồi dưỡng thì cũng có thể là sẽ thay đổi. Bởi vì chúng ta ngoài cái việc mà bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp thì còn có cái bồi dưỡng theo vị trí việc làm, theo nhu cầu công việc thì cũng có thể là và thường được làm thường xuyên ở các cái nhà trường cũng như là ở các cái cơ sở giáo dục. Trước những tâm tư băn khoăn của đội ngũ viên chức thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức, để từ đó đề xuất những phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan cho phù hợp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc bất cập trong thời gian qua về vấn đề này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã đưa nội dung này vào dự thảo thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Và cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này. Thưa ông, theo dự thảo thông tư mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì chứng chỉ ngoại ngữ và tin học thì sẽ không còn được đưa vào cái tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng mà sẽ chỉ quy định về năng lực sử dụng đối với đội ngũ cán bộ công chức chuyên ngành hành chính và văn thư. Vậy ông có thể cho biết là mục đích của cái việc sửa đổi này? Có thể nói là thực hiện cái chủ trương chung của Chính phủ cũng như là lời hứa của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trước Quốc hội về việc đơn giản hóa các cái chứng chỉ, hệ thống chứng chỉ từ góc độ thực tế. Mỗi cái vị trí việc làm thì sẽ đòi hỏi một cái trình độ năng lực về ngoại ngữ, tin học cũng như là chuyên môn khác nhau. Vì vậy nên là việc mà quy định đối với tất cả là đều phải có một cái loại chứng chỉ ngoại ngữ tin học ở cùng một cái cấp độ thì nó không còn hợp lý nữa. Thứ hai, cái chất lượng đào tạo của chúng ta tốt lên. Và khi ra trường thì rất nhiều trường đã quy định cái chuẩn đầu ra và anh lại có một cái kỳ thi để tuyển dụng và công chức rồi. Nếu chỉ quy định về năng lực sử dụng được ngoại ngữ tin học, vậy thì nội dung này sẽ được đánh giá như thế nào đối với cán bộ công chức để phù hợp với từng vị trí việc làm thưa ông? Trước tiên thì từng bộ, từng ngành, rồi đặc biệt là các cơ quan quản lý, các cơ quan mà sử dụng cán bộ công chức phải xây dựng được những cái vị trí việc làm và tiêu chuẩn điều kiện đối với từng vị trí việc làm đó sẽ có cái tiêu chuẩn, cái yêu cầu riêng về năng lực ngoại ngữ và tin học. Thì trong cái nghị định 90 năm 2020 về đánh giá cán bộ công chức viên chức thì cũng đã mở ra một cái hướng đánh giá là người đứng đầu cơ quan sử dụng lao động có thể quyết định việc đánh giá công việc theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. Nhưng quan trọng nhất thì vẫn là cái hiệu quả, cái kết quả của hoạt động của công chức viên chức. Như vậy thì để đảm bảo tính khả thi cũng như là nhằm đơn giản hóa các cái thủ tục như ông vừa chia sẻ thì vấn đề gốc rễ ở đây mà chúng ta cần phải giải quyết đó chính là đào tạo. Tuy nhiên là nhiều ý kiến cho rằng là dường như giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vẫn còn thiếu cái sự liên thông, thống nhất. Quan điểm của ông như thế nào? Đúng là như vậy, cái gốc rễ là đào tạo. Và chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giáo dục Đào tạo để xác định xem là cái việc mà quy định cái chuẩn đầu ra của các trường hiện nay thì như thế nào. Thì hiện nay thì về phía văn bản quy phạm thì đã được ban hành khá là đầy đủ. Tôi nhớ là ngay từ năm 2014 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra cái thông tư số 27. Đó. Thì trong đó đã quy định là văn bằng mà để được cấp cho những người đã tốt nghiệp, các em đã tốt nghiệp thì phải ghi rõ, xác định rõ là cái thông tin trên đó là tương đương chuẩn đầu ra là như thế nào. Tôi có thể khẳng định rằng nếu một công chức mà không sử dụng được máy vi tính thì không thể nào làm được công việc. Thì đấy nó là nhu cầu tự thân. Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chung được giao về lĩnh vực quản lý về công chức viên chức thì cũng phối hợp không chỉ Bộ Giáo dục Đào tạo mà các cái bộ, còn các cái bộ chuyên ngành nữa trong việc xây dựng những cái tiêu chuẩn để quản lý với cả đội ngũ công chức viên chức chuyên ngành. Trân trọng cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những tâm tư từ đội ngũ công chức viên chức cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ sẽ là kim chỉ nam để Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành vào cuộc thật quyết liệt để loại bỏ những chứng chỉ rườm rà
không thực chất đã hành công chức viên chức trong 30 năm qua. Và từ thực tế này cũng đặt ra cho đội ngũ các nhà làm chính sách cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn trước khi ban hành quy định về các chứng chỉ liên quan. Và đến đây, tôi cũng xin phép được kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thời sự đáng chú ý khác.